Hello hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người tới với kênh YouTube Yogi Mom và mình là Thương. Các bạn ở trong lớp Yoga Bầu Yogi Mom của mình mỗi ngày đều hỏi là chị ơi, kể cho em cái câu chuyện đi đẻ của chị đi để tụi em có kinh nghiệm cho cái hành trình tiếp theo của tụi em. Thì hôm nay là 1 tháng 10 ngày sau ngày mình sinh em bé và thật sự tới bây giờ mình mới hoàn hồn để kể lại cái câu chuyện đi đẻ của mình cho mọi người đây. Đúng chính xác là hoàn hồn luôn đó mọi người. Và các bạn ở lớp Yoga Bầu hứa với chị là đừng sợ hãi sau khi nghe cái câu chuyện này nha. Lý do mà chị không kể sớm với các bạn là chị muốn chứng minh cho các bạn là sau một cái thời gian hoàn hồn, chị cũng khỏe mạnh, cũng mạnh mẽ, em bé cũng khỏe mạnh như mọi người thì chị mới dám kể cái câu chuyện này cho các em nghe đây. Nào mình bắt đầu câu chuyện này nha. Nếu mà bạn nào theo dõi cái Facebook và cái Instagram Yogimo của mình, các bạn đều thấy là mình có một cái thai kỳ cực kỳ hoàn hảo. Mình không bị ốm nghén, không bị khó chịu, không không bị gì hết. Mình tăng rất là ít ký, cho tới lúc đẻ thì mình chỉ tăng tới 8 kg thôi và em bé nặng 3,7 kg. Sau đó xong cho vì vậy mà sau khi sinh xong cái số cân nặng dư trên cái người mình chỉ còn là 2,5 kg 3 kg. Thì mọi thứ diễn ra trong suốt cái quá trình mang thai rất là dễ chịu. Mình đang sống ở Hội An thì cái thời điểm mà mình mang thai là từ tháng 3 cho tới tháng 12. Tháng 3, 4, 5, 6 là mùa hè thì buổi chiều nhà mình thường ra biển chơi, tắm biển, tập thể dục trên biển. Buổi sáng thì đi dạo ở cánh đồng lúa. Nói chung là mọi thứ cực kỳ suôn sẻ. Cho tới lúc mà mình ở tuần thứ 39, thật ra là chính xác là 39 tuần 3 ngày và lúc đó là ngày Noel, ngày Giáng sinh đó mọi người, 39 tuần 3 ngày mình dự sinh vào mùng 1 Tết, là mùng 1 tháng 1 Tết dương lịch á. Thì lúc đó cái thời tiết ở Hội An nó hơi se se lạnh lạnh một chút và mình bắt đầu cảm giác là đau họng nè, sổ mũi rồi sốt nhẹ nhẹ nữa. Và ngày hôm trước mình cảm giác vậy rồi thì ngày hôm sau đúng vào cái ngày mà mình book lịch đi khám thăm thai hàng tuần với bác sĩ. Cho nên mình nói là à, mình đi khám rồi mình hỏi bác sĩ coi là hay là do ảnh hưởng thời tiết mà mình bị vậy. À, thế là ngày hôm sau vợ chồng mình đi đi bệnh viện để khám. Thì tới lúc mà test test nhanh COVID để đi vô khám thai á, thì người ta không cho vô tại vì lúc đó tự nhiên mình cái nhiệt độ thân nhiệt mình cao quá, mình sốt cao tới 38 độ mấy lận, cái người ta không có cho vô và người ta bốc mình qua một cái phòng riêng. Và bác sĩ mặc hết đồ bảo hộ xuống và khám đo nhịp tim thai cho em bé ở cái phòng riêng đó chứ không có cho mình lên cái khu khám bệnh và siêu âm như bình thường. Sau khi mà khám mình hỏi bác sĩ thì bác sĩ chuyển mình qua cái phòng khám khám hô hấp. Thì bác sĩ hô hấp cũng nói là chắc là dị dị ứng thời tiết đấy em, chắc là trời lạnh thì đau họng nhức đầu một chút vì lúc đó cái miễn dịch của mình cũng bắt đầu yếu đi tại vì cái thai kỳ đã lớn quá rồi. Cho nên mình cũng về vui vẻ trở về, lúc đó cũng chưa mệt lắm đâu, chỉ hơi sốt sốt nhẹ nhẹ thôi. Thì về buổi tối nằm ngủ bắt đầu cái cơn sốt của mình nó mạnh lên á, có lúc là sốt tới 39 độ và đặc biệt là rét, sốt sốt giống như là sốt rét đó mọi người, cảm giác rất là ớn lạnh mà mình trùm hai ba cái chăn lên người rồi anh chồng mình ôm chặt cưng bên ngoài nữa mà vẫn lạnh, lạnh từ trong xương lạnh ra, lạnh mà run cầm cập vậy nè. Và sáng hôm sau khắp cái người mình nó nổi các cái nốt nhỏ 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 như là nốt 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 mì đay á. Thì mình gọi cho bác sĩ thai kỳ của mình thì bác sĩ nói là có thể là nổi mì đay do là những cái tuần cuối cùng của thai kỳ do cái thai lớn quá hormone nó thay đổi thì nổi mì đay và nổi mì đay có thể kèm theo là sốt em. Thì tiếp tục theo dõi tiếp đi. Tới chiều hôm đó thì bắt đầu là các cái nốt, một vài cái nốt nó nổi trên mặt mình nó có cái bọng nước. Thì mình mới gọi cho chị dâu của mình đang làm việc ở Sài Gòn, chị cũng là bác sĩ và video call show trực tiếp mấy cái mụn nước cho chị coi. Thì chị nói ồ có thể là em đã bị thủy đậu rồi và em hãy gọi cho cái bác sĩ mà điều trị cái bác sĩ theo dõi thai kỳ trực tiếp của em để xem cái hướng giải quyết đi, tại vì thủy đậu ở những cái ngày cuối cùng trước khi sinh em bé thì khá là nguy hiểm á. Vậy là mình gọi điện cho bác sĩ theo dõi thai kỳ của mình khám ở bệnh viện Vinmec Đà Nẵng ha. Bác sĩ theo dõi thai kỳ rất là nhiệt tình, coi các cái nốt thủy đậu rồi mình chụp hình mình gửi bác nói thôi em ơi em nhập viện đi chứ cái này nguy hiểm á, em nhập viện đi rồi bác sắp xếp cái hồ sơ em chỉ cần vô rồi test covid rồi test test nhanh test chậm covid rồi nhập viện luôn thôi.
Chứ đừng ở nhà, cái này nguy hiểm, với lại kèm theo sốt cao nữa thì không tốt đâu. Thế là chiều hôm đó vợ chồng mình xách hết vali, hành lý, những cái đồ mà chuẩn bị đi đẻ rồi á, tại vì lúc đó là 39 tuần, 4 ngày rồi, mang hết cái hành lý đồ đạc đi đẻ và tấp lên xe gọi anh tài xế và đi nhập viện ở bệnh viện Vinmec Đà Nẵng luôn. Thì lúc mình tới, rất là cảm ơn bác sĩ Nguyên đã thu xếp hết tất cả mọi cái giấy tờ cho mình và giúp mình nhập nhập viện ở phòng điều trị khoa nhiễm á, rất là nhanh chóng. Thì tụi mình sau khi xét nghiệm máu khám thì bác sĩ ở phòng nhiễm truyền nhiễm bảo là đúng chính xác rồi, em bị thủy đậu rồi. Và sau đó thì các bác sĩ họp lại và thông báo với mình đó là mình có hai cái lựa chọn. Bây giờ là em chắc chắn là bị thủy đậu rồi đó, và nó đang ở cái giai đoạn mà nồng độ virus rất là cao, và các cái cơn sốt và rét, rồi nó chưa có bùng phát ra ngoài nhiều, nó chỉ là một vài nốt thôi á. Các cái cơn sốt nó diễn ra rất là dồn dập thì nó sẽ rất là ảnh hưởng tới cái sức khỏe của mẹ trong những cái ngày cuối cùng như thế này. Thì bác nói là sẽ có hai lựa chọn. Thứ nhất là bác có thể là mổ ngay bây giờ để lấy em bé ra, thì cái khả năng lây cho em bé nó sẽ thấp hơn. Hoặc là em có thể là tiếp tục ở đây điều trị thủy đậu cho tới khi mà cái nồng độ virus thủy đậu ở trong cái người nó giảm đi, thì có thể là lúc đó mình sẽ chọn cái giải pháp là sinh thường hay là sinh mổ vào lúc đó. Thì sau một hồi tính toán bàn bạc kỹ lưỡng, tại vì cái cách đầu á là bốc em bé ra thì mẹ và em bé sẽ bị tách riêng ra ngay luôn, tại vì lúc đó là bùng phát dữ dội, thủy đậu dữ dội nhiều quá, cho nên chắc chắn là không thể ở chung phòng mà không thể tiếp xúc được với em bé rồi. Thì mình nghĩ là cái cách thứ hai có thể là điều trị, tại vì lúc đó cũng chưa có cái dấu hiệu chuyển dạ gì hết, cũng chưa cụ tử cung, cũng chưa mở, chưa có cơn gò gì hết, cho nên có thể là điều trị 3 4 ngày nữa, có khi là em bé nó ra đúng vào cái bon của ngày mùng 1 thì lúc đó mình lành thủy đậu rồi thì sao. Vậy là tụi mình và chồng mình, rồi ý kiến của mọi người nữa, ý kiến của các bác sĩ, rồi của bác sĩ nhà của mình nữa, bác sĩ chị dâu của mình nữa, thì tụi mình chọn cách thứ hai đó là điều trị thủy đậu cho tới lúc mà cái nồng độ virus nó giảm đi một chút, và nó nói chung là mình sức khỏe hồi phục một chút rồi mình mới quyết định là sinh mổ hay sinh thường. Vậy là mình ở bệnh viện Vinmec Đà Nẵng điều trị trong vòng 3 ngày. Thì trong 3 ngày đó nói chung là dịch vụ ở Vinmec Đà Nẵng rất là tốt, phòng ốc rất là sạch sẽ. Trong 3 ngày đó thì mỗi ngày bác sĩ đều cho uống thuốc, đặc biệt là mình tiêm khá nhiều thuốc kháng sinh á. Và có một cái đó là có một lần một cái chị y tá, chắc là chị tiêm thuốc, là chị y tá đi tiêm thuốc cho mình thì nói với mình: "Ôi, thai kỳ của em lớn thế này rồi mà em tiêm kháng sinh nhiều như vậy nữa thì có thể là sau này không có sữa, sẽ là mất sữa cho em bé em." Và cái câu nói đó là em ảnh ở trong cái đầu mình mãi luôn, cho tới sau khi mình sinh em bé luôn. Và sau này mình sẽ kể cho mọi người cái câu chuyện mà mình vì lo lắng nên mình đã kích sữa, hút sữa như thế nào, từ lúc mà bây giờ sữa nó dư nhiều quá không biết để vào đâu cho hết. Quay lại cái câu chuyện nằm viện ở Vinmec ha, mình nằm ở Vinmec tới 3 ngày thì bác sĩ cho uống thuốc, cho tiêm kháng sinh, điều trị. Và tới ngày thứ ba thì các nốt thủy đậu nó bắt đầu bùng lên dữ dội, các cái nốt mà tròn mà to, mọi người vẫn còn thấy những cái nốt trên cái người mình, trên cái khuôn mặt của mình nè, cái sẹo nó vẫn còn đó mọi người, và nó có cái bọng nước ở bên trong y như là cái bọng bô á, mình bọng bô xe máy mà nó phồng lên rồi có cái bọng nước ở bên trong nữa, và nó ngứa khắp người luôn, nó ngứa không ngủ được, không có động đậy gì được hết. Và rất là thương anh chồng mình là mỗi ngày anh phải tắm cho mình, rồi anh phải dùng cái thuốc màu xanh 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 metilen á, chấm 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 lên các cái nốt để tránh tình trạng mà nó vỡ, nó lan tràn ra thì nó gây nhiễm trùng. Thì tới cái ngày thứ ba nằm viện ở Vinmec thì mình đang nằm trong phòng bình thường. Mỗi ngày sẽ có một bác sĩ nhiễm tới khám, tới đo nhịp tim rồi kiểm tra các cái nốt thủy đậu của mình, và một bác sĩ thai sản nữa tới đo tim thai cho em bé, tới coi các cơn gò có biểu hiện gì chưa. Và một ngày ngày cuối ngày thứ ba, đúng 3 4 giờ chiều gì đó, 2 3 giờ chiều gì đó, cái ngày thứ ba mà mình nằm viện ở Vinmec thì có nguyên một nhóm các bác sĩ tới, nhiều bác sĩ lắm luôn á, chắc là 8 9 người, là giống như là cả cái bệnh viện tới cái phòng của mình.
Và các bác nói là hôm nay các bác sẽ hội chẩn, tại vì em chỉ còn một ngày nữa là sinh rồi, hai ngày nữa là sinh rồi, cho nên hôm nay các bác sẽ hội chẩn và sẽ đưa ra cái quyết định là rồi sẽ thông báo với em sau. Sau khi các bác này bác sĩ thai, rồi bác sĩ điều trị thủy đậu, rồi bác sĩ mổ, bác sĩ đẻ, bác sĩ nhi mà nhiễm khuẩn sau khi em bé ra đời á, rồi rồi nhiều lắm, nhiều bác sĩ lắm, thì tới phòng. Sau đó thì các bác sĩ đi ra hội ý chừng 30 phút, rồi các bác kêu anh chồng mình ra, chứ cũng không nói trực tiếp với mình, kêu anh chồng mình ra. Thì sau đó chừng 30 phút anh chồng mình đi vào, ảnh ấy là mình chuyển viện đó em, ở đây người ta không có nhận điều trị tiếp nữa, mình chuyển viện á. Mà thấy mặt ổng sợ hãi lắm, giống như sắp khóc tới nơi rồi. Thì sau này ổng mới kể lại, sau này ổng mới kể lại ha, chứ lúc đó là chỉ nhanh chóng là gấp rút đồ đạc rồi rồi chuyển đi viện khác thôi. Sau này ổng mới kể lại đó là lúc mà ổng ra thì bác sĩ có một cái chị phiên dịch nữa, thì phiên dịch lại cho anh nghe, tại anh người nước ngoài, là các bác sĩ nói với anh là cái ca này cái là một cái ca rất là có high risk, là cái việc mà sinh đẻ đối với một người mà bị thủy đậu như vậy thì cái tỷ lệ lây lan cho em bé tới lúc này là 100%, chắc chắn là em bé đẻ ra là sẽ bị nhiễm thủy đậu. Và cái lúc mà cái nồng độ virus và cái thủy đậu của mình đang bùng phát rất là dữ dội như vậy, thì cái tỷ lệ tử vong khi mà sinh em bé nó lên tới 25-30%, 25-30% lận đó mọi người. Thì bác sĩ nói là đừng có nói cho vợ anh biết. À, bây giờ tại vì bên này chúng tôi không có đủ cái cơ sở vật chất và bác sĩ để điều trị, nên sẽ chuyển anh qua bệnh viện, chuyển anh và vợ anh qua cái bệnh viện sản nhi ở Đà Nẵng. Ở đây thì người ta gọi cái bệnh viện đó là bệnh viện 600 giường. Thì thôi, y tá và các chị hộ lý sẽ tới giúp cho mọi người, cho anh chị sắp xếp giấy tờ đồ đạc để chuyển viện đi nha. Vậy là trong vòng 30 phút mọi người sắp xếp cuốn gói đồ đạc, lần đầu tiên trong cuộc đời bốc mình lên cái xe cảng mà đẩy đợi đợi này, đẩy đi trong cái hành lang, xong rồi bốc lên cái xe cứu thương, còi quần mỹ và chuyển mình qua bệnh viện. Sản nhi mình chưa kịp hoàn hồn, chưa kịp biết gì hết á, chuyển mình qua bệnh viện sản nhi. Thì tới bệnh viện sản nhi mọi người bàn giao giấy tờ gì đó, nói chung là anh chồng mình người nước ngoài. Và lúc đó mình nằm trên cái xe đợi, cái cảng xe đợi, cái bụng rất là bự, và nói chung là che chắn khắp mọi nơi, tại vì lúc đó cái nốt thủy đậu nó bùng ra nhiều quá mà, cho nên cũng không có đứng xuống, cũng không có nói năng, cũng giao tiếp gì. Rồi anh chồng mình là người nước ngoài nữa, cho nên người ta kêu làm gì thì làm vậy thôi. Thì qua tới bệnh viện 600 giường thì tụi mình được test Covid, rồi được chuyển vào một cái phòng riêng để đo tim thai, và tụi mình ở đó luôn. Sau đó là người ta hoàn thành, Vinmec hoàn thành xong cái thủ tục chuyển giao, chuyển mình qua cái bệnh viện sản nhi rồi á. Thì ở bệnh viện sản nhi, tại vì mình bị cái thủy đậu cho nên người ta chuyển mình qua một cái phòng gọi là phòng phòng nhiễm á, phòng sinh nhiễm á. Nó là một cái phòng khá là nhỏ. Và để mình cho mọi người có cái hình anh chồng mình lúc đó mình đi ra đi toilet, xong đi vào thấy ảnh ngồi rất là sợ hãi. Thì thật ra là lúc này anh nhớ lại cái câu chuyện mà bác sĩ nói anh mới sợ thôi, chứ lúc đó mình không biết, mình tưởng là ở Vinmec không có nhận đẻ được, hay là tại mình đẻ khó quá nên họ chuyển mình qua chỗ khác. Mình cũng chưa biết sâu sắc cái câu chuyện đâu, tại không có thời gian để nói chuyện với anh chồng. Thì lúc đó mình ngồi đó ở trong cái phòng đó và chờ, thì cũng không ai nói gì với mình là sẽ chờ trong bao lâu hết. Mọi người cứ nói bác sĩ đi vô, rồi nói là em ngồi đi chờ thôi, chờ cho tới khi có cơn cơn chuyển dạ thì kêu anh chồng em ra bảo nha. Thế là nguyên đêm hôm đó tụi mình nằm ở cái phòng đó, có một cái giường, bên này có một cái bàn đẻ, cái bàn bằng inox, nhìn thôi là sợ rồi mọi người, có hai cái chân, có hai cái chỗ đạp cái chân xòe ra như vậy, nguyên cái inox rất là lạnh. Trời, mình sợ nhìn cái màu inox trắng và nó chạm vô nó lạnh lắm. Lúc đó tháng 12 ở ở ở Đà Nẵng nó hơi lạnh lạnh nữa. Thì tụi mình ngồi ở đó và chờ chờ như bác sĩ mọi người dặn chờ thì chờ thôi. Thì lúc đó anh chồng mình ảnh mới hoàn hồn, ảnh mới kể lại cái câu chuyện là ở Vinmec người ta đã nói với ảnh như thế nào và yêu cầu mình chuyển qua đây. Thì anh nói ảnh cũng gọi cho chị dâu mình rồi, chị dâu mình là bác sĩ nhi ở bệnh viện Nhi Đồng 1 ở Sài Gòn á. Thì chị dâu mình nói là đúng rồi em, những cái bệnh viện quốc tế, những bệnh viện lớn như vậy thì người ta không có đủ cái nhân lực, không có đủ cái đội ngũ bác sĩ giỏi như là các cái bệnh viện công á, nên người ta chuyển là bình thường em, người ta kêu chuyển thì chuyển đi cho an toàn.
cho nên lúc nào anh cũng sắp xếp rồi đi luôn chứ không đôi co gì hết. Và chị cũng nói là ôi bây giờ nếu mà trường hợp mà sinh em bé ra mà mẹ đang bị thủy đậu nặng như vậy nữa thì chắc chắn là sẽ phải tách mẹ và em bé ra để điều trị riêng biệt, cho nên là chị sẽ xin nghỉ phép và chị bay vô Đà Nẵng liền để phụ giúp điều trị và chăm sóc em bé riêng ra cho em. Vậy là ngay lúc đó bà chị mình bảo bút máy bay từ Sài Gòn mà bay ra Đà Nẵng luôn, và bà ngồi chờ trước cửa bệnh viện sản nhi ngay từ lúc đó luôn rồi. Và thế là tụi mình nằm ở cái phòng chờ bệnh viện sản nhi cho tới ngủ được một chút, mình nằm chờ cho tới 3 4 giờ sáng thì mình cảm thấy nước nước bắt đầu ướt ở đâu dưới áo này nè, vỡ 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 ối mọi người, nước bắt đầu chảy tràn lan ở dưới này ướt hết áo. Thì mình kêu anh chồng mình, anh ra kêu bác sĩ đi, như hình như là vỡ ối rồi hay sao á. Thế anh đi ra mắc cười lắm. Thì một chút thấy anh đi vô và có người xách thêm hai chai nước nữa chạy vô, thì mình mới giải thích với chị là không phải chị ơi, vỡ ối chứ không phải là mua nước, chị gọi bác sĩ y tá hay là hộ lý gì giùm em đi. Thế là một chị hộ lý đi vào giúp mình thay đồ và nói ừ vỡ nước ối rồi em, bây giờ sẽ tiếp tục theo dõi để mà coi là em có cơn gò rồi, coi là tử cung em mở được bao nhiêu rồi. Vậy là mình nằm đó chờ tiếp chừng tới 7 giờ sáng, mình ăn sáng xong thì bác sĩ lại vô kiểm tra và nói là em đã mở được chừng 3 phân rồi, và thì cứ nằm chờ tiếp nữa đi. Nhưng mà tại vì cái em có cái virus thủy đậu và cái phần dưới của em rất là nhiều cái nốt thủy đậu quá, cho nên cũng không có chờ được lâu đâu, ý là từ giờ cho tới 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 3 4 giờ chiều mà em chưa có mở ra được hết hoàn toàn để mà sinh á, thì chắc chắn là phải tìm phương án khác chứ sợ là virus nó sẽ xâm nhập vào, nó sẽ ảnh hưởng không tốt tới em bé. Vậy là mình ngồi chờ tiếp tới ăn sáng xong, ngồi chờ tiếp tới tới 12 giờ trưa thì lại có bác sĩ vào kiểm tra tiếp nữa. Bác sĩ nói vẫn chưa mở thêm được em ơi, phải ngồi, mà như vậy thì cái tốc độ mở tử cung của em nó chậm quá, cho nên bây giờ mình phải chuyển em qua phòng đẻ và mình sẽ ngồi chờ ở phòng đẻ nha. Vậy là mình được chuyển qua cái phòng đẻ nằm trên một cái bàn inox có hai cái chân đẹp như vậy này mọi người. Mình ghét cái bàn nó lắm, cực kỳ ghét luôn, cái cảm giác sờ lên nó là lạnh ghê ghê làm sao á. Thì mình nằm đó và bắt đầu được truyền một cái thuốc gọi là thuốc kích thích cho nó có bóp của tử cung nhanh hơn, mở nhanh hơn á. Và đây là cái lúc mà đau đớn nhất nhất từ trước tới giờ mà mình phải chịu đựng luôn á. Cái thuốc đó là thuốc dục sinh, đúng rồi, cái thuốc đó gọi là thuốc dục sinh nha. Sau này nếu bạn nào mà đi đẻ mà bị bốc lên cái bàn mà truyền cái thuốc dục sinh thì nói không mổ cho em đi, đừng có bắt em truyền cái thuốc dục sinh nha, thiệt sự là khuyên mọi người như vậy luôn á. Tức là từ buổi lúc vội vỡ vỡ ối cho tới lúc mình mở được 3 phân thì các cái cơn gò rồi cơn co nó cũng không có đau lắm đâu mọi người, nó thực sự nó không đau, nó chỉ là giống như là đau đau tới ngày có kinh mà đau hơn một chút thôi, và nó gò rồi nó nghỉ, rồi nó gò nó nghỉ, mình vẫn có sức để mà nương theo được, hít thở nương theo thì nó vẫn đỡ đau. Nhưng mà từ cái giây phút mà mình leo lên cái bàn đó và được truyền cái thuốc dục sinh đó thì trời ơi nó đau kinh hoàng luôn, nó đau lắm luôn á. Và mình nằm ở cái đó để mà truyền cái thuốc dục sinh từ lúc 12 giờ cho tới 4 giờ chiều, và mình bắt đầu lên cơn sốt thủy đậu, lên cơn sốt và cơn sốt rét thủy đậu trở lại. Và tới 4 giờ chiều thì mình mở được chừng 5 hay 6 phân gì đó, và bác sĩ nói là chừng 1 2 phân nữa thôi thì phải bắt đầu rặn. Nhưng mà tới 4 giờ chiều thì mình bắt đầu lên cơn sốt rồi, bắt đầu xỉu đi. Mọi thứ bắt đầu đi xuống, mình quá đau đớn, quá mệt mỏi và cái cơn sốt nó hành hạ quá thì mình xỉu đi. Thì lúc này lại tiếp tục, anh chồng mình lại tiếp tục phải đứng trước hai lựa chọn nữa, đó là ký giấy cho vợ anh đi mổ hoặc là ngồi chờ thêm, chịu đựng thêm 3-4 tiếng nữa để sinh thường được. Thì lúc đó bà chị mình đã ở dưới sảnh bệnh viện rồi, bà nói là cho bà lên đi. Nhưng mà vì bà từ Sài Gòn đi vô, mặc dù đã test Covid, mặc dù đã xong hết thủ tục, nhưng mà người ta nói là từ Sài Gòn vô thì người ta cũng không có cho vô bệnh viện, nên bà phải đứng ở ngoài. Và cái giao tiếp tiếng Anh, tiếng Việt lẫn lộn, lúc đó mình không có dịch được cho anh chồng mình nữa, cho nên là cái giao tiếp tiếng Anh, tiếng Việt giữa các chị hộ lý, bác sĩ với anh chồng mình cũng cũng khá là phức tạp, nên cũng không ai hiểu gì hết. Và mình lúc đó cũng mơ mơ màng màng, cơn sốt bắt đầu hành hạ nên là rất
và cái thuốc dục sinh đó nó hành nữa, cho nên rất là không có nghe gì, không biết gì hết. Thì anh chồng mình ảnh cũng cuồng lên, người ta nói gì gì đó anh cũng không hiểu, thì mình cũng không nhớ. Tới lúc mất giằng co mất chừng 30 phút thì tụi mình quyết định là đi mổ đi, chứ 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 mình đã kiệt sức lắm rồi, và có thể là hành hạ thêm 30 phút truyền đi thuốc dục sinh nữa thì có thể mình cũng 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 xỉu thôi, chứ không không thể là đủ sức để mà sinh thường được. Và mình nhớ là trong cái lúc đó có hai bác sĩ đi vào, một bác sĩ mổ và một bác sĩ đỡ đẻ. Bác sĩ mổ thì nói là cái đường cắt á, có thể cắt qua cái mấy cái vết thủy đậu, thì có thể là sau này đường mổ để mà lôi em bé ra á, thì sau này có thể là cái vết mổ nó sẽ nhiễm trùng, cũng khá là nguy hiểm. Cái bác sĩ sinh thường thì nói nếu mà sinh thường mà đi qua cái đường tử cung mà làm vỡ mấy cái nốt thủy đậu ở bên ngoài thì cái khả năng nhiễm cũng cao. Rồi sau đó nói gì nữa mình cũng không nhớ nữa, mình cũng xỉu luôn nên mình cũng không nhớ nữa. Và quyết định cuối cùng là xác mình đi mổ chứ không thể ngồi chờ được nữa. Vậy là người ta đẩy mình lên một cái cáng và đẩy đi phòng ngủ mổ. Cái tự nhiên đẩy vào phòng mổ cái mình hết sốt, mình tỉnh táo lại bình thường, mình nhìn thấy người ta truyền cái gì cho mình, tiêm cái gì cho mình, rồi người ta thao tác cái gì luôn á. Thì sao ta, các bác sĩ giải thích với anh chồng mình là cái ca này là cái ca khá là nguy kịch, mổ sẽ rất là khó, sẽ cỡ chừng 3 tiếng mới xong, hoặc là người ta dịch sai chẳng hay sao, hoặc là 3 tiếng mới xong, anh phải ngồi đi chờ. Nhưng mà thật ra đẩy vô phòng mổ cái 20 phút là xong, mình nghe thấy được tiếng em bé nó khóc luôn, là người ta sắp lên vậy cho mình coi luôn nè, nghe được thấy tiếng của em bé khóc, và nhanh lắm 20 phút 30 phút là xong rồi. Cái tắm rửa sạch sẽ cho em bé, khâu vết thương cho mẹ, siêu nhanh luôn, nó không có cảm giác gì hết luôn. Và đợi trở ra thì anh chồng mình lúc này thằng nhóc nha, mình nó ước mà xách nó lên nó không khóc nha. Lúc này đợi ra cửa mà hai cha con nó gặp nhau, trời ơi cha con nó khóc rầm cái bệnh viện luôn. Anh chồng mình thì người ta giải thích với anh là 3 tiếng mới mổ xong, mà bây giờ 30 phút đẩy ra rồi nè, anh sợ của anh khóc ầm ĩ lên. Thằng con mình không biết làm sao nữa, cũng chạy ra nó cũng khóc quá chừng luôn. Và vậy là xong, mình đã xong cái quá trình sinh mổ sinh thường, và từ đó trở về sau mình không bị sốt nữa, và các cái nốt thủy đậu tự nhiên nó lành hẳn đi luôn á. Chắc là do cái bản năng làm mẹ, cái tự nhiên cái cơ thể nó lành đi, hoặc là sau khi đẻ xong thì cái hệ miễn dịch nó bình thường trở lại, nó quay trở lại, cho nên cái cơ thể nó hồi phục trở lại hay sao á. Thì sau khi mà người ta, thật ra là lúc mà đẻ xong á, người ta vẫn không có cho mình da kề da với em bé, hay là không có cho bú trực tiếp, không có cho tiếp xúc luôn, tại vì lúc đó người ta vẫn còn sợ lây qua em bé, và người ta đang suy nghĩ là có nên cách ly mẹ và bé ra để điều trị hay không á. Thì lúc mổ là lúc 10 giờ đêm, sau đó người ta đẩy qua một cái phòng hồi sức và mình nằm ở đó, nằm ở cái góc, các mẹ khác thì nằm ở góc bên này, một mình nằm ở cái góc góc cuối của cái phòng rất là rộng, và ốp la thì được cuộn nằm tách riêng ra qua một cái mé bên kia của cái giường để tránh đụng chạm với mình. Sau đó thì tới buổi sáng người ta dẫn mình tới một cái phòng, đẩy mình vô một cái phòng mà phòng 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 nằm viện luôn á, nhập viện và nằm viện luôn. Và tại vì mình chuyển viện qua nên đâu có đăng ký phòng dịch vụ hay là phòng gì đâu, cho nên vẫn nằm cái phòng phòng nhiễm bình thường á, có một cái giường, phòng đó hình như là cả năm không ai ở hay sao, nó khá là dơ, khá là rất là nhiều tàn thuốc này kia. Cái anh chồng mình nó ngồi anh kỳ cọ anh lau. Thì tới lúc mà đẩy qua cái phòng đó tức là an toàn, mình bắt đầu cảm giác là không còn thuốc thê ở dưới cái phần hông dưới này, nó bắt đầu hết đi rồi á, thì bắt đầu tập luyện lắc lư chân, lắc lư đùi và đứng dậy để tập đi. Tại vì có một số cái thủ tục nhập viện mà anh chồng mình ảnh người ta đưa cái gì thì ảnh ký thôi, chứ người ta cũng không không giải thích với ảnh, cũng không biết nói gì với ảnh nữa hết, cho nên mình phải xuống ký lại. Ví dụ như là nộp tiền deposit, nộp nộp tiền trước á, để đi mổ á, thì anh đưa thẻ cho người ta quẹt quẹt thẻ xong rồi thì anh ở giao dịch xong rồi thì anh đi lên luôn, chứ anh không có lấy cái tờ biên lai là đã nộp rồi á, thì sau này sáng mai người ta thấy hỏi cái biên lai nộp tiền của anh đâu rồi, thì anh nói ủa quẹt thẻ xong rồi hệ thống nó chấp nhận rồi, tôi có cái tin nhắn rồi nè, mà thì người ta nói không phải lấy cái biên lai nữa cơ, cho nên anh cũng không biết giải thích thế nào. Vậy là sáng hôm đó mặc dù cái vết mổ rất là đau và mình mới thức dậy, mình cũng cà lét đi từ cuối cái hành lang để hỏi cái chị hộ lý là chị giải thích giùm anh chồng của em như cái này,
rồi chị dẫn ảnh xuống dưới để lấy cái tờ đó giùm em với. Và nói chung là có một cái sức mạnh nào đó từ bên trong mà mình thấy các mẹ khác mổ xong rất là đau, nhưng mà khả năng chịu đựng của cái đau của mình có lẽ là cũng 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 khá là tốt á. Mình bước lên đứng dậy và đi bình thường. Thì cuối cái ngày hôm đó, trong suốt cái ngày hôm đó thì mình vắt sữa ra. À, rất là may đó là trong lúc đi bệnh viện mình mang theo một cái chén nhỏ và hai cái muỗng inox nhỏ nhỏ vậy nè. Không biết làm sao mình mang nữa, vì mình nghĩ là múc sữa đút cho em bé hay sao á, nên mình mang theo. Và thật sự cái đó là cứu cánh đó mọi người, tại vì mình vẫn phải tắp em bé cuối giường, mình ở đầu giường thì không có đụng chạm, vẫn sợ là vẫn bị lây á. Cho nên mình vắt sữa ra cái chén, xong rồi anh chồng mình lấy cái muỗng, anh đút từng muỗng cho em bé ăn. Thì mọi người đi 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 đẻ nhớ mang theo cái đó này, cái đó thực sự khá là cần thiết cho với cái trường hợp của mình á. Và mình ở bệnh viện cho tới 4 ngày. Thì cuối cái sang cái ngày thứ hai thì cái bác sĩ nhi và bác sĩ sản tới khám thì nói là cái vết thủy đậu của em nó bắt đầu khô đi rồi nè. Hình như là nó, với lại em không còn sốt nữa, cái nồng độ virus trong cái người nó cũng bắt đầu giảm đi rất là nhiều rồi á. Em với em bé có thể là tiếp xúc với nhau được rồi, thì đằng nào có thể là nó sẽ cũng sẽ bị lây thôi, nhưng mà 1 2 3 tuần nữa thì em bé nó mới có thể là phát phát ban ra hoặc là ra thôi. Chứ còn bây giờ cứ cách ly như vậy cũng không được, hoặc là xách em bé qua một phòng khác nằm riêng ra cũng không được, tại đâu có người chăm hay là đâu có người 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 để mà chăm riêng một một mình em bé hay đâu. Thế là mình cũng bưng nó lên và cho nó bú luôn. Và sau 4 ngày 5 ngày ở bệnh viện thì mình về nhà. Và thật sự cái những cái ngày về nhà đó là những cái ngày rất là lo lắng luôn á. Mỗi ngày mình lột hết áo quần thằng con mình ra, mình kiểm tra coi là nó có mọc miếng thủy đậu nào không. 2 3 tiếng một lần thì nó nóng nóng, mình lại lấy cái nhiệt kế mình đo cho nó, rồi kiểm tra nó coi là có bị sốt thủy đậu hay không, nó có bị thủy đậu hay không. Và thật là may mắn đó là bây giờ là một tháng, hơn một tháng 15 ngày, tức là bác sĩ nói là sau 3 tuần mà nó không ra gì hết, tức là nó không bị thủy đậu em. Bây giờ là 5 tuần rồi và nó không bị gì hết. Vậy là hai mẹ con mình đã an toàn. Và mọi người cũng thấy là các cái nốt thủy đậu này trên mặt mình và trên người mình vẫn còn rất là nhiều, đặc biệt là phùng bụng. Hồi trước cái bụng nó to ra như vậy thì nó mọc chi chít, bây giờ nó co nhỏ lại thì nó càng nhiều hơn, nó thành một cái tạng mà rất là đen trên cái phần bụng của mình luôn. Thì cũng không biết, chắc là một ngày nào đó nó sẽ tan đi thôi. Cho nên nếu mà bạn nào than phiền là mình đi đẻ mà xấu quá thì hãy 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 gọi cho mình sẽ chia sẻ cho bạn cái hình ảnh mà cái người mình xanh lè xanh lét mấy trăm cái nốt thủy đậu chấm 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 khắp mọi nơi, cái bụng mình rất là bự, áo quần cũng dính hết mấy cái xanh metilen xanh lè xanh lét đó, và bạn sẽ thấy là bạn đi đẻ đẹp hơn mình rất 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 là nhiều nha. Và đó là cái câu chuyện đi đẻ của mình. Hy vọng là nghe xong cái câu chuyện này các bạn bầu không phải sợ hãi gì hết, tại vì cái xác suất mà bị thủy đậu vào cuối cái thai kỳ như mình đó, nó hiếm lắm, 1 trên mấy ngàn trường hợp mới bị một trường hợp như vậy thôi. Và đa số mọi người ai cũng nói là ủa hồi nhỏ mình bị thủy đậu rồi hoặc là tiêm vaccine rồi, tại sao em vẫn còn bị thủy đậu? Không biết, tự nhiên bị vậy thôi chứ mình cũng không biết. Và có một cái nữa đó là bác sĩ cũng nói là em bé nó vượt qua được cái việc không bị lây nhiễm là do nó được được bú sữa non của mẹ từ lúc mà ra, lúc lúc mà mới đẻ ra là mình kỳ cặch vắt ra từng từng cái chén nhỏ nhỏ, rồi rồi bắt anh chồng mình đút từng muỗng cho nó. Cái sữa non của mẹ rất là tốt, rất là nhiều kháng thể cho em bé để mà chống chọi với bệnh tật, đặc biệt là ốp la là đã sinh, lúc mà sinh là 40 tuần, đúng 40 tuần rồi, cho nên cái thể trạng rất là tốt. Bác sĩ cũng nói là nếu mà mắc thủy đậu vào những cái ngày ngày cam các nguyệt thứ nhất thứ hai thì cái sự ảnh hưởng tới em bé sẽ rất là lớn, và ảnh hưởng rất là, nói chung là rất là nhiều lên cái hệ thần kinh của em bé, thì sẽ có các biến chứng về sau. Nhưng mà em bé ở những cái tuần cuối cùng, những cái ngày cuối cùng trước khi đi đẻ rồi, cho nên nó đã phát triển hoàn thể, nó là một con người hoàn thiện rồi, cho nên cái việc ảnh hưởng virus thủy đậu tới cái sự phát triển của nó cũng không có nữa. Và đặc biệt là ốp la là một em bé rất là khỏe mạnh, nó đã chiến thắng để không bị bệnh thủy đậu lây truyền từ mẹ. Còn mình bây giờ thì mặt mũi tay chân rất là nhiều nốt. Nếu bạn nào có kinh nghiệm mà
tan làm tan hết các cái nốt này thì comment bên dưới chỉ giùm mình cái thuốc nào hay là cái cách nào mà nó làm tan nhanh các cái nốt này nha. Ở ngoài tay chân thì nó lạnh lạnh bớt rồi ấy, nhưng mà trong cái vùng bụng và người mình nó cũng còn rất là nhiều các cái nốt thâm đen. Đó là cái câu chuyện đi đẻ của mình khá là sợ hãi, đặc biệt là sau này anh chồng mình anh cứ muốn kể lại là cái lúc mà người ta nói với anh là tỷ lệ tử vong là 25 tới 30% là anh run rẩy anh sợ hãi lắm. Nhưng mà cuối cùng thì mình cũng đã khỏe mạnh bình thường, ốp đa cũng khỏe mạnh bình thường và phát triển rất tốt, đặc biệt là có thể là nó thấy mẹ nó đẻ nó khổ quá cho nên nó ăn ngủ rất là tốt, rất trộm vía là ăn xong thì ngủ và không bao giờ khóc bao giờ, rất là dễ chịu, rất là hợp tác. Và đặc biệt là sau khi mà mổ xong á, sáng đầu tiên sau khi mổ xong là mọi người hãy đứng dậy và tập đi liền nha. Các chị bác sĩ cũng nói là người ta khâu nhiều lớp ở trong đó em không có sợ đứng dậy vung vậy mà nó làm rách cái vết vết mổ đâu, mà hãy đứng dậy tập để nó không có dính vào ruột, và đứng dậy tập để nào nó không có co lại làm cho mình đau hơn á. Thì do cái hoàn cảnh thôi, do hoàn cảnh của mình lúc đó mình cũng đứng dậy, mình phải đi để mà làm các thủ tục giấy tờ này kia, cho nên là cái vết mổ mình lành nhất rất là nhanh và bây giờ nó cũng lành khô hoàn toàn rồi. Lúc ở bệnh viện thì lâu lâu bác sĩ cũng tới kiểm tra coi là nó có nhiễm trùng hay không, tại nó cắt qua mấy cái nốt thủy đậu á, nhưng mà thực sự là sau 3 ngày là nó khô hoàn toàn và bây giờ nó lành hoàn toàn luôn rồi, không có vấn đề gì hết. Và mình đã tập yoga trở lại. Hẹn gặp mọi người trong các clip yoga nha. Đó là cái câu chuyện đi đẻ của mình. Chắc là phải chờ một thời gian nữa mới đẻ lại đứa khác, chứ bây giờ mình sợ lắm, vẫn đang còn sợ lắm. Tạm biệt mọi người. Hẹn gặp mọi người trong các cái video lần sau nha. Bye bye mọi người.